Thưa quý vị, sáng cuối tuần thì thông tin nổi bật nào được các báo đăng tải? Quý vị hãy cùng lướt quét cùng chúng tôi. Thông tin liên quan đến việc Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng Ban tuyên giáo Trung ương được rất nhiều báo đăng tải trong số báo sáng nay. Đưa tin về việc này, báo Thanh Niên còn đăng tải tiểu sử của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa năm nay 59 tuổi, quê quán tại xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, trình độ cử nhân khoa học xã hội nhân văn. Ông Nghĩa là Ủy viên Trung ương khóa 12, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Thượng tướng Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại đại hội 13 của Đảng vừa diễn ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, sau đó tiếp tục được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Cục Hàng không vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ 12 giờ ngày 21 tháng 2 đến 6 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2021. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc gia hạn thời gian tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú 14 ngày. Theo thông tin đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện cán bộ nhân viên của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vẫn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 3 tháng 3 năm 2021. Trước đó, để kiểm soát dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì câu chuyện khi nào được tiêm vaccine luôn được người dân quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua Bộ Y tế đã hết sức tích cực phối hợp với các tổ chức đơn vị sản xuất để đàm phán sớm có vaccine cho người dân. Hiện tại thì Việt Nam đã đàm phán được 60 triệu liều vaccine, tuy nhiên Việt Nam vẫn cần thêm 90 triệu liều mới có thể tiêm đủ cho người dân. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán với các nước để nhập khẩu vaccine về Việt Nam, song song với việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine trong nước. Ghi nhận từ Bộ Y tế, phóng viên báo Vietnamnet cho biết, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, để nhanh chóng có vaccine, Bộ Y tế sẽ thực hiện cơ chế cấp phép thần tốc trong 5 ngày. Bộ Y tế sẽ phải thực hiện tất cả các quy trình về rà soát hồ sơ dữ liệu về lâm sàng, chất lượng vaccine để cấp phép sớm. Tinh thần là giảm thiểu tối đa dịch vụ hành chính trên cơ sở khẩn cấp. Thưa quý vị, thông tin Biển Đông có thể đón bão trong 2-3 ngày tới được đồng loạt các trang báo đăng tải. Theo báo Tuổi Trẻ, thì từ chiều ngày 18 tháng 2, áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam Philippines mạnh lên thành bão, cơn bão đầu tiên của năm 2021 trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Duzuan. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2, bão Duzuan sẽ tiến vào Biển Đông và có khả năng trở thành bão số 1 trong năm 2021. Đưa tin về cơn bão Duzuan, phóng viên báo Tuổi Trẻ cho biết, trước khi vào Biển Đông, bão Duzuan có khả năng mạnh lên cấp 9, cấp 10. Tuy nhiên, sau khi vượt qua Philippines, bão có thể suy yếu và vào Biển Đông ở cấp 7, cấp 8. Sau khi vào Biển Đông, bão Duzuan di chuyển hướng vào quần đảo Hoàng Sa và suy yếu dần. Vì vậy, tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7, cấp 8, mưa dông mạnh, ảnh hưởng nguy hiểm đến tàu thuyền hoạt động ở vùng biển Đông Nam Biển Đông. Mặc dù vậy thì bão Duzuan có khả năng suy yếu và tan trên Biển Đông, do vậy ít có khả năng tác động đến đất liền của Việt Nam.